chào các bạn, mình là Nguyễn Phương Thảo, mình đến từ khoa tiếng Anh thương mại của trường Đại học Ngoại thương. Đến với cuộc thi này, mình mong muốn mang đến sự tự tin, năng động của sinh viên ngoại thương. Phương trong sống của mình là hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng của bạn. Các bạn hãy ủng hộ cho mình nhé. Mình là Nguyễn Thị Hương Thơm, mình là sinh viên năm thứ 2 đến từ khoa Nông Lâm Ngư, trường Đại học Hùng Vương Phú Thọ. Rất vinh dự và tự hào cho mình hôm nay được đại diện cho sinh viên đất tổ Hùng Vương đến tham dự cuộc thi Người đẹp văn thể Mỹ. Mình muốn thông qua mình sẽ là cầu nối để cho mọi người biết thêm về bản sắc và nét đẹp văn hóa của vùng đất tổ Hùng Vương. Các bạn hãy ủng hộ cho mình nhé! Mình tên là Bùi Thị Thúy Linh. Mình rất vinh dự khi được trở thành đại diện của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tham gia cuộc thi Miss Unique lần này. Đến với cuộc thi, mình muốn mang đến một hình ảnh nữ sinh nhân văn dịu dàng, duyên dáng nhưng không kém phần cá tính. Các bạn hãy cổ vũ cho mình và các thí sinh nhé. Mình đại diện cho trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện mình đang là sinh viên năm nhất khoa ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc. Đến với hội thi năm nay, mình mong muốn giới thiệu với các bạn
từ trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội luôn sẵn có những sinh viên năng động, sáng tạo. Tư chất sống của mình là hạnh phúc là khi ta biết hài lòng. Các bạn ủng hộ cho mình nhé. Твои истории, твои мечты, все то, чем в жизни себя тешишь ты, твои иллюзии, твоя печаль, все это грустно и немного жаль. Немного жаль моей любви, немного жаль.